Viettel Cộng Cộng, chương trình chăm sóc khách hàng lớn nhất dành cho 100% khách hàng đang sử dụng dịch vụ viễn thông của Viettel như di động, cố định, Decom, Internet và truyền hình Viettel TV. Dù bạn có thể quên, nhưng Viettel luôn nhớ, mọi giao dịch và tương tác của bạn đều được tích điểm để đổi ra các ưu đãi hấp dẫn. Còn chờ gì nữa, truy cập ngay ứng dụng MyViettel hoặc bấm gọi sao 098 thăng để khám phá những bất ngờ Viettel dành tặng cho bạn nào. Đổi điểm trên MyViettel. Để đổi điểm trên MyViettel, bạn hãy thao tác như sau. Bước 1. Tải ứng dụng MyViettel phiên bản mới nhất trên App Store hoặc Google Play. Bước 2. Đăng nhập ứng dụng và chọn mục Viettel Cộng Cộng trên màn hình trang chủ. Bước 3. Chọn mục đổi quà ngay dưới tên tài khoản hội viên. Bạn có thể lựa chọn đổi điểm ra các ưu đãi viễn thông của Viettel như cước di động, data, phút gọi, SMS và gói cước với tỷ lệ như sau. 1.000 điểm bằng 1.000 đồng hoặc 100MB hoặc 10 phút gọi nội mạng hay 100 SMS nội mạng. Bạn có thể sử dụng gợi ý đổi điểm có sẵn hoặc đổi số điểm tùy ý miễn là đủ điểm tích lũy. Tiếp theo, ấn xác nhận để đổi điểm là xong. Ngoài ra, bạn cũng tha hồ lựa chọn những ưu đãi hấp dẫn từ hơn 300 đối tác liên kết của Viettel. Bước 1. Lựa chọn lĩnh vực muốn nhận ưu đãi như y tế, thực phẩm, mua sắm, du lịch, v.v. Bước 2. Lựa chọn ưu đãi bạn thích. Nhấn vào ưu đãi để xem chi tiết ưu đãi. Bước 3. Chọn nhận ưu đãi để nhận ngay. Ưu đãi sẽ được tự động hiển thị ở mục ưu đãi của tôi để bạn dễ dàng kiểm tra. Đổi điểm trên sao 098 thăng. Ngoài ra, bạn cũng có thể dễ dàng đổi điểm trên sao 098 thăng. Bước 1. Bấm gọi sao 098 thăng. Bước 2. Chọn mục 1 Viettel Cộng Cộng để truy cập chương trình. Bước 3. Chọn 2 sử dụng điểm. Bước 4. Chọn 1 đổi điểm sang cước để đổi điểm sang cước tài khoản viễn thông. Với thuê bao trả sau, tiền cước sẽ trừ trực tiếp vào hóa đơn cước tháng. Với thuê bao trả trước, tiền cước được cộng vào tài khoản khuyến mại. Ngoài ra, bạn có thể chọn 2 để đổi điểm sang lưu lượng, để đổi điểm sang data, SMS, phút gọi. Bạn cũng có thể chọn 3 đổi điểm sang gói cước để đổi lấy gói cước viễn thông tương ứng. Bước 5. Ấn 1 đồng ý để thực hiện là xong. Đừng bỏ lỡ những bất ngờ từ Viettel dành riêng cho bạn. Viettel Cộng Cộng, dùng là cộng, cộng là dùng.